em xin giới thiệu với các anh chị, bên em lại về Ford Ranger XLS, dòng xe bán tải hot nhất thời điểm hiện tại. Máy 2.2 nha, chứ không phải như máy 2 chấm đang lỗi hiện nay. Máy 2.2 đây thì đi rất là bốc và lợi dòng, hộp số 6 số. Xe đây thì một cầu số tự động. Mới nó là gần 700. Hiện tại bên em đang chào bán cái con này thì đang bán là 500. Để tiết kiệm được 200. Bán tải thì bên em cũng là chuyên, nhưng mà chỉ những cái xe nào mà đẹp chạy nước, những người nào đam mê bán tải mua đi chơi thôi, chứ còn mua với mục đích mà đi công trình hay là chở hàng chở hóa hoặc đi đường xấu gầm bệ mà xấu nát là bên em không có thu. Nó cam kết luôn với khách hàng vậy đó, gầm bệ là phải mới tin đây nè. Bán tải nhưng mà phải sử dụng mục đích gia đình. Thùng bọng là đây, thùng bọng là không chở hàng chở hóa gì, không chày không xước. Lắp lắp về lắp Caliboy, lắp thể thao rất là đẹp. Lắp đây thì đắt tiền nè, tuy là xe đời 2016 nhưng mà chủ xe thì rất ít đi nên nó còn tương đối là mới, cam kết bao tiếp hãng. À, đó cầu đây, cầu số mới tinh. Các phím chức năng là đầy đủ hết, vẫn có hoạt động tốt, không lỗi lầm gì hết. À, xe còn mới đó, ghế ghiếc, ghế da rồi còn mới nguyên, xe rất là mới. Lốp cao, mâm thì mới tinh luôn. Đó, gầm bể nhún nhít. Heo dầu heo đô là còn 7 màu nữa. Dòng Ranger đây thì chạy gọi là bền rồi, loại dầu 126 lít dầu thôi. Thương hiệu Ford thì không bàn cãi, nó cũng được bình chọn trong một trong những cái xe bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam hiện giờ. Mới tình, bên em thì chuyên xe đẹp xe lướt thôi, xe dập nát thì không có chơi không mua. Đó, anh chị cứ tham khảo.